Ngày 7 tháng 8, Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội khóa 12, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng 228 đại biểu đại diện cho hơn 7.300 đảng viên trong Đảng bộ khối đã về dự. Theo báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, đổi mới của toàn thể cán bộ đảng viên, Đảng bộ cơ bản đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội 11 đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân thủ đô đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá, 9 chương trình công tác của Thành ủy khóa 15 đã được tổ chức thực hiện quyết liệt, tích cực, sáng tạo và đạt những kết quả nổi bật như kinh tế tăng trưởng khá, công tác quản lý và xây dựng đô thị có chuyển biến tích cực, văn hóa xã hội có tiến bộ và khởi sắc, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2010-2015 vẫn có những hạn chế, khuyết điểm như một số cấp ủy tổ chức cơ sở đảng, năng lực lãnh đạo hạn chế, lúng túng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội. Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan thành phố đã đạt được. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan thành phố cần khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở định hướng mục tiêu phát triển của thủ đô đã đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị đại hội lần thứ 16 Đảng bộ thành phố, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố cần chủ động vận dụng, sáng tạo và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội của Đảng bộ vào thực tiễn của Đảng bộ khối. Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới, tập trung tham mưu cho thành phố về cơ chế, chính sách, thể hiện được tinh thần quyết tâm và sáng tạo cao hơn nữa, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện mục tiêu các cơ quan của thành phố phải phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân và phải đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển nhanh và bền vững thủ đô trong giai đoạn tới. Với mục tiêu chính trị của toàn Đảng bộ thủ đô trong nhiệm kỳ tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thủ đô phát triển nhanh, bền vững. Với định hướng chung đó, tôi đề nghị Đảng bộ khối cũng phải xác định từ vị trí quan trọng của mình, phấn đấu là Đảng bộ gương mẫu, Đảng bộ đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thủ đô, xứng đáng là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan thành phố khóa 12, nhiệm kỳ 2015-2020 với 27 ủy viên, trong đó bầu tại Đại hội 26 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu ra 8 ủy viên Ban thường vụ, đồng thời bầu 2 phó bí thư Đảng bộ là đồng chí Nguyễn Đức Thành và đồng chí Phùng Khải Lợi. Chức danh bí thư Đảng bộ sẽ được Thành ủy Hà Nội kiện toàn sau.